chân chúng tôi. Các bạn là một cơ công chúa đẹp nhất, lạ nhất, sân chí nhất và đặc biệt là quý tư nhất trong chương trình này. Vâng, đây là chuyện các cổ động viên ở phía dưới có thể lên hỗ trợ cho nhiệt lực lượng của mình. Chúng tôi sẽ chuẩn bị 3 vòng, vòng 1, vòng 2 và vòng 3. Đeo kính.
đeo kính, đeo kính. Đeo vào đẹp hơn. Đeo kính đẹp hơn. Bây giờ bạn nào còn nói đội trưởng bên đó đi loại luôn. 5 4 3 2. Bạn nào còn nói trên sân khấu đi loại luôn. 2 giây, 1 giây. Và sân khấu này bây giờ mời người Thảo tổng điểm của màn hình này, xem ai sẽ là Miss Grand đẹp nhất của chương trình này. Bây giờ như này nhé, mỗi Miss Grand sẽ đi một đoạn cái bắt vòng lên. Chúng tôi sẽ quản lý. Bây giờ các bạn đứng xuống phía dưới, xuống phía dưới, đi tổng một vòng. Đây nhá, chúng tôi sẽ làm mẫu. Chúng tôi sẽ làm mẫu như sau. Rồi, làm mẫu nhá. Ông nhạc thì mình đổi lên này, ông nhạc này. Nhìn này, nhìn này, nhìn chúng tôi đi mẫu này. Các bạn nhìn, ông nhạc bắt đầu rồi này. Sân khấu, âm nhạc bắt đầu đi ạ, bắt đầu. Đi đây. Dạ, cái đó, đi thẳng như này. Đi nhá, đi. Mặt hình gì chứ này? Đẹp ra, ấn đẹp ra. Xong rồi cho nhân vào.
thân em vừa béo lại vừa tròn. Trên vừa trắng lại vừa tròn. Bột này là bột khô. Bác lái xe của mình tên là gì nhỉ? Tên là Tuấn à? Mày đừng đứa nào cho phải đây nhá. Ăn hết ra này. Ô cho kẹo cao su với quả không? Bi ve thôi. Không.